Các bạn giới thiệu các bạn, đây là cái đầu CD trên ô tô. Cái này là của Pioneer nhớ các bạn. Đây là cái hãng riêng của Pioneer sản xuất cho một số cái đầu trên ô tô á. Thì đầu này đánh được CD, MD và băng cassette nha. Nói chung là kiểu dáng là rất là đẹp, nó hơi hoài cổ một chút. Mình cũng bọc da và làm BU có LED nha các bạn, giống như ngôn ngữ của cái dòng máy H3 của bên Lamadam vậy đó. Nhưng mà đầu này thì không có loa, chung nó cũng nhỏ gọn thôi. Cái này thì lắp vô nó cỡ đây đó bạn, nó khoảng hở thôi, nói chung là không phải là ăn gian diện tích đâu, mà ở trong thì để mình làm nó theo cái tỷ lệ nó đẹp một chút. Nên hơi bị fail một chút ở chỗ này do cái vít nó cấn lên không để ý. Rồi thì cái đầu này rất là đẹp các bạn, màu xanh, cho nên mình đi LED màu xanh luôn. Đó. Về chất âm thì theo mình rất là hay, nói chung là tùy theo cảm nhận thôi. Đầu CD thì chúng ta không có yêu cầu quá nhiều giống như high end được, nhưng mà chất âm thì theo mình là khá là ok rồi. Các bạn nào kết hợp với lại loa toàn giải, bass có 16 thôi, ở đây thì mình đánh cặp Phortex 12, 20 nó hơi quá sức một chút, nhưng mà do đánh bolero cho nên là không yêu cầu bass nhiều á, thì nghe nó vẫn rất là ổn. Đây là cặp nhánh cặp Phortex ha. Phortex 20. Bass 20. Ở đây các bạn. Tổng thể cái đầu thì mình vẫn làm bằng BU. Gỗ lạng. Này sẽ đánh 4 loa. Đây thì mình mới làm 2 loa thôi, tại thực ra thì thường đánh 2 loa thôi, 4 loa nó nhiều cọc quá, với lại cặp cọc này nó giá nó hơi cao cho nên thôi mình gắn 2 cặp, 2 cái loa là được rồi. Rồi. Thì CD nói chung là đánh rất là hay các bạn. Đầu nó đang bị cái nút volume nó hơi bị lờn một chút. Lâu lâu nó sẽ bị lờn. Guitar, tiếng của ca sĩ rất là hay. Bass thì thôi tùy theo người ha. Em thử cassette của Thúy Hà. Đây là những CD mình mua của Audio Space nhớ bạn. Con trắng em lạnh đây em. Mình không có sử dụng MD cho nên không có test các bạn nghe được. Thôi chung một cái đầu rất là hoài niệm, rất là đẹp, và khi mình lên đèn, lên chất liệu nữa thì nó rất là tôn cái đầu lên được đó các bạn. Không có gắn loa bởi vì mình chỉ muốn nó như vậy thôi. Ai thích nghe loa gì thì lắp vô. Và thường mình nghe nhạc trên loa khoảng 12, bass 12, 16 là được rồi. Đây thì kéo 20 nó hơi quá sức, mà do không có setup được á, cho nên hơi như vậy thôi. Test cho các bạn nghe. Giới thiệu một cái sản phẩm lâu lắm rồi mới public lên. Rồi, chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ nha.